Chào các bạn nhé. Nay là tôi giới thiệu tiếp theo cái video trước về cái lắp đặt cái bơm cao áp. Thì như hôm nọ là tôi đã hướng dẫn về tháo và ráp các cái loại bơm cao áp một máy. Nay là tôi hướng dẫn tiếp, tức là sau khi mà lắp cái bơm cao áp, lắp ráp xong cái bơm cao áp đấy. Đây, các cái bơm cao áp này sau khi lắp ráp xong thì mình lắp vào trong máy. Thế bây giờ lắp vào trong máy làm thế nào cho mới chuẩn và biết được rằng là mình lắp cái bơm là hiện nay là tốt. Thì bây giờ ta làm thế này. Thế là cái ốc này là ta vặn chặt lại, ốc cao áp này là vặn chặt lại. Sau đấy là ta bắt đầu cắt ga đi, cắt ga về phía cắt ga, quay. Nhìn thấy là dầu không ra. Đây. Sau khi sấy xả phí xong nhá, anh nhìn thấy dầu không ra. Xong ta cho mở ga ra, tiếp tục quay. Đây, ta thấy dầu quạt ra mạnh, cái dầu quạt ra rất mạnh đúng không? Xong ta lại tiếp tục cắt ga đi, phải làm 3 lần như này là mới được. Ta lại quay tiếp. Đây, ta thấy dầu nó còn ra rồi. Như này là hiện nay là cái bơm ta lắp ráp là chuẩn, tức là một lần đấy. À, không cho dầu ra, cắt được phía đấy là cắt ra, ta quay mà dầu còn không ra, xong ta lên mở ga ra, đấy, ta quay dầu ra đều, xong ta lại cắt ra đi, là dầu là quay dầu lại không ra, thì như vậy là được. Cái nhiều khi ấy, ta lắp cái bơm cao áp này này. đưa vào nhiều khi không đúng cái ngàm. Lấy ví dụ như là cái ngàm về phía này, là cái ngàm nó phải đúng vào như thế này, nhưng bây giờ cái ngàm nó nằm trong như này. Đấy, nếu như mà ta tắt ga, quay ga sang như này, mà dầu nó vẫn ra, chứng tỏ là thằng này không có ngàm. Cho nên là ta phải thử 3 lần, một lần là cắt dầu, một lần cho dầu ra, dầu vẫn phải ra. Và một lần tiếp tục cắt dầu đi là anh phải cắt. Thì như vậy là mới được. Đấy. Còn một số trường hợp ấy là quay mãi, cắt ra mãi mà dầu không ra. Thế nhưng mà nới đây ra quay dầu này ra, có nghĩa là mình nới cái ốc cầu áp này ra nhẹ thì quay dầu ra, nhưng mà nếu mà hãm chặt lại là dầu nó lại không ra. Thì như vậy là mình đang lắp là sai lệch một cái chi tiết nào đấy ở trong bơm, là lúc bây giờ là mình phải tháo ra. Mặc dù ấy là khi mình nới nhẹ ra như này một cái, đây, quay mãi dầu không ra, nhưng mà nếu mà nới đây là một cái thì quay là dầu vẫn ra. Quay dầu ra, nhưng mà mình hãm chặt lại là vẫn cái mức ga đấy, nhưng mà quay dầu nó không ra. Thì như vậy là ta đang lắp vẫn có một cái vấn đề nào đấy vẫn không đúng kỹ thuật, thì là phải tháo cái bơm ra để lắp lại từ đầu. Đấy là một cái mà thường xuyên xảy ra, chứ không phải là
lúc nào mình lắp chuẩn cái rồi lắp vào là cái bơm cũng được đâu. Cho nên đấy là cái trường hợp mà nhiều người cũng hỏi đây cái vấn đề, tức là lắp rất đúng thế nhưng mà khi quay là dầu không ra. Thế tôi mới bảo là nới cái con ốc này, ốc to áp ra, nới lỏng nó một tí, quay xem dầu có ra hay không. Nhưng khi nới lỏng nó một cái là quay là dầu vẫn lại ra, siết chặt này lại không ra. Tôi bảo là áo bơm ra lắp lại từ đầu, lắp chuẩn ra mới được. Đôi khi là mình lắp không chuẩn đấy là cái tông mình không trả về được. Cái lùa xô nặng như thế nhưng mà vẫn không trả về cái con piston được, cho nên là dầu nó không ra. Cho nên khi ta nới lỏng cái này ra, làm cái này ra, cái này ấy là nguyên nhân cơ bản và chủ yếu nhất là khi mình lắp cái xi lanh, mình chốt cái chốt xi lanh là nó không được tốt. Cho nên là khi lắp vào đẩy cái piston lên cái là cái lùa xô trả về là không trả về được, đấy là dầu nó không ra. Thì lúc mình tháo ra mình lắp lại thật chuẩn thì lán lại ra được. Đấy là cái bệnh này mà rất nhiều người vướng, không biết cách nào để không biết làm nào. Kể cả những cái bơm mới đưa về, nhưng mà đại đa số là mình mua máy về, là mua cái bơm mới về là mình để nguyên thế mình lắp vào, nhưng mà kể cả cái bơm mới người ta lắp cũng chưa chuẩn. Cho nên đấy là một bệnh, tức là nới cái ốc to áp ra mình quay dầu ra nhưng mà vặn chặt vẫn lại là dầu không ra. Nguyên nhân cơ bản là khi mình vặn chặt vào là cái xi lanh của bơm ấy là nghiêng đi không trả về được cái ruột bơm, lúc đấy là không bơm dầu đấy. Thì cái đấy là một cái căn bệnh mà khi người lắp ráp là cần phải lưu ý. Và cái đấy là thường xuyên xảy ra chứ không phải là không đâu. Và thứ hai nữa đây là anh hay gặp vào những cái trường hợp là cái tổng bơm này là cái khoang định vị bên trong của cái xi lanh đấy, cái khoang định vị cái xi lanh khi đi vào là anh đã bị hơi mòn, cho nên là hay sinh những cái trường hợp đó. Tức là xi lanh hắn nằm, khi hắn nằm là hắn phải cựa được, hắn phải nằm thoải mái đấy. Thì lúc bây giờ là ngay thẳng, khi piston di chuyển lên mà khi thôi bơm mới là cái lò xo hắn lại kéo về được. Chứ đây là cái xi lanh hắn mà hơi nghiêng một cái là khi piston đưa lên nhưng mà không trả về, lúc bây giờ phải có bơm như thế nào trong cũng không ra được. Khi ta nới cái này ra một cái là cái tông nó lại tự do trở lại thì là dầu nó ra được. Nhưng mà nới ra mà cái ốc này mà lỏng đấy thì là máy nổ không tốt, bởi vì là cái ốc này mà lỏng thì giữa cái mặt cái tông, cái mặt xi lanh với lại cái van cao áp nó không khít nhau, nó hở là dầu sẽ trẻ ra ngoài. Lúc bây giờ là cũng mất áp. Nên đấy là cái cơ bản nhất đấy là cái định vị xi lanh là chưa chuẩn, cho nên ta muốn chuẩn là ta phải tháo ra ta lắp lại. Một là rửa sạch, hai nữa đấy là ta lắp hai ba lần vẫn vậy, như thế là ta phải thay cái bơm mới hoặc là thay cái vỏ bơm, bởi vì cái gờ định vị của cái xi lanh là nó không còn chuẩn nữa. Đấy. Thì đấy là một cái căn bệnh mà tôi muốn nhắc nhở mọi người. Thì video sau tôi lại nói về một số các cái bệnh khác, các bạn chú ý luôn xem.